Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang vừa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ con trai chém mẹ và cháu trọng thương. Con trai có tiền sử tâm thần, chém trọng thương mẹ và cháu. Theo vị này, khoảng 11 giờ 15 ngày mùng 10 tháng 5, Người con trai sinh năm 1980, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, đến nhà anh trai thuộc địa bàn thị trấn Thắng, sau khi hai mẹ con nói chuyện với nhau, người con đã chém mẹ và cháu trai trọng thương khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu. Vị lãnh đạo thị trấn Thắng nói, trường hợp này có tiền sử về bệnh tâm thần, hiện đang bị công an huyện Hiệp Hòa bắt giữ để điều tra. Thưa quý vị, thời gian gần đây xảy ra không ít vụ án giết người mà hung thủ mắc chứng bệnh tâm thần, đặc biệt có vụ trở thành thảm án, đau thương tột cùng khi có gia đình gần như bị xóa sổ. Theo quy định của pháp luật, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần bắt buộc phải chữa bệnh. Trong khi đó, có những bệnh tâm thần chỉ chữa được ổn định, không khỏi hẳn được, nên khi họ ở bệnh viện trở về là nỗi lo lắng, hoảng sợ của rất nhiều người. Con tâm thần truy sát cả nhà ở Bình Định, hàng xóm nói hiền lành, học giỏi, chưa từng hại ai. Ngày 31 tháng 10, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Hồ Thanh Cường, 34 tuổi, chú ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn. Đối tượng dùng dựa truy sát cha và anh ruột tử vong, có tiền sử bệnh tâm thần và có sổ điều trị bệnh. Hiện Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định vẫn đang tạm giữ đối tượng Hồ Thanh Cường. Đại tá Nguyên nói, cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án và sẽ trưng cầu giám định bệnh tâm thần với Hồ Thanh Cường để điều tra vụ việc. Trước đó vào chiều ngày 30 tháng 10, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên thông tin, đơn vị đã khám nghiệm hiện trường và tạm giữ lấy lời khai của Hồ Thanh Cường, 34 tuổi, ở xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, để làm rõ về hành vi sát hại người. Nạn nhân tử vong trong vụ việc thương tâm này là cha ruột của Cường, ông Hồ Hữu C, 80 tuổi, và anh Hồ Quốc N, 42 tuổi, anh trai của Cường. Còn mẹ Cường là bà Trương Thị Đê bị đa chấn thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Con đường bê tông nhỏ dẫn vào nhà ông Hồ Hữu Xê ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An, chưa bao giờ lại u ám tang thương đến vậy. Từng dòng người đến thăm viếng, ai nấy cũng xót thương. Phía trước ngõ, bà con lối xóm đã đặt thùng từ thiện để khuyên góp tiền, lo tăng sự cho những phận người xấu số. Theo người dân địa phương, trước đây Cường học rất giỏi, tốt nghiệp một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và chỉ mới bị tâm thần ít năm trở lại đây. Từ ngày bị tâm thần, Cường rất hiền lành, thỉnh thoảng có lên cơn nhưng chưa làm hại người thân hay làng xóm. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao, sáng 30 tháng 10 lại xảy ra vụ việc đau lòng như vậy. Một người dân ở gần nhà ông C nói, lúc xảy ra vụ việc, trời mưa rất to và tôi nằm xem tivi ở trong nhà nên không biết gì cả. Khi ngớt mưa, nghe bên ngoài ồn ào, tôi mở cửa ra xem thì thấy nhiều người dân, có cả lực lượng công an. Nhìn qua nhà ông C, tôi thấy ông bị nhiều vết thương, nằm bất động dưới nền nhà. Bà Nguyễn Thị Gái, người dân sống trong khu vực không khỏi bàng hoàng cho biết. Chưa bao giờ tôi chứng kiến vụ việc thương tâm như vậy. Sáng sớm ngày 30 tháng 10, bà D còn được người con trai ở thành phố Hồ Chí Minh mới về, trở đi chợ mua đồ ăn thì giờ xảy ra cơ sự này. Cũng theo bà gái, Hồ Thanh Cường là con út trong gia đình có năm anh chị em, ba gái hai trai. Đau lòng hơn, anh của Cường mới ở thành phố Hồ Chí Minh về nhà để đi họ lễ ăn hỏi cho cháu gái ruột chuẩn bị cưới chồng, nhưng nay đã ra đi mãi mãi. Bà Nguyễn Thị Mai, cách nhà của Cường chỉ vài bước chân. Theo bà Mai, lúc bị thương tháo chạy ra ngoài, bà Đê, mẹ của Cường hoảng hốt nói mọi người trong nhà đang ngồi uống trà, bàn chuyện đám cưới ngày mai đi họ bao nhiêu người. Do trước đây, anh trai từng đưa Cường đi chữa bệnh tâm thần, nên bà nghĩ khi nghe bàn chuyện đi họ bao nhiêu người, Cường lại tưởng nhiều người đến bắt mình đi khám bệnh, nên mới làm như vậy. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn thông tin, Hồ Thanh Cường là người bị tâm thần phân liệt. Sau vụ việc, lực lượng công an đã đến hiện trường, tạm giữ Cường để điều tra. Lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn cũng thông tin, Cường bị tâm thần từ năm 2022, có sổ điều trị của Bệnh viện tâm thần cường được gia đình đưa đi bệnh viện khám, lấy thuốc điều trị định kỳ. Đại diện trung tâm y tế thị xã An Nhơn cho rằng, việc quản lý bệnh nhân tâm thần điều trị ngoại trú trong cộng đồng là một vấn đề cam go. Bệnh nhân tâm thần có biểu hiện cần được kịp thời đưa đi cơ sở tập trung để điều trị, tránh hậu quả đáng tiếc. Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn ở thị xã Hoài Nhơn đang nuôi dưỡng đối tượng vượt số lượng theo quy định, không còn khả năng tiếp nhận trong khi đó, số đối tượng tâm thần ngày càng nhiều, dẫn đến có nhiều hành vi gây nguy hiểm cho gia đình và xã hội nhưng chưa được đầu tư mở rộng trung tâm. Ông Phan Long Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhơn An cho hay, thảm kịch gây rúng động dư luận cả xã. Sau khi xảy ra vụ việc, Ủy ban Nhân dân xã đã cử người hỗ trợ lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường. Ông Hùng nói, xã đã cắt cử lực lượng dân quân tự vệ và cán bộ đến nhà các nạn nhân để động viên, chia sẻ mất mát quá lớn và hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân đã qua đời. Ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn cho biết, trước mắt thị xã ủng hộ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng để lo mai táng và 3 triệu đồng cho trường hợp bị thương. Ngày mai, cán bộ thị xã sẽ đến thăm hỏi chia buồn với gia đình. Có thể thấy vụ việc trên không phải là trường hợp hiếm hoi người tâm thần lên cơn sát hại người. Trước đây cũng từng xảy ra rất nhiều vụ trọng án tương tự gây bàng hoàng dư luận. Năm 2022, vụ con gái tâm thần sát hại bố đẻ ở Điện Biên đã gây chấn động cả vùng quê. Cụ thể, vào chiều ngày 2 tháng 12 năm 2022, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, trên địa bàn xã Núa Ngam đã xảy ra vụ án mạng khiến cho một người đàn ông tử vong. Vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên thông tin, nạn nhân trong vụ án là ông Đặng Văn Lương, quê ở Thái Bình, sinh năm 1963, hiện ở tại bản Hát Hệ, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Hung thủ sát hại nạn nhân bước đầu được xác định là con gái ruột Đặng Thị Thanh Tâm, sinh năm 1991. Theo điều tra, trong buổi sáng xảy ra án mạng ông lương và con gái đã xảy ra cãi vã lớn sau đó nạn nhân có gọi điện cho lực lượng công an đến giải quyết nhưng chưa kịp thì đã xảy ra vụ việc người con gái dùng hung khí sát hại bố đẻ mình được biết trước đó nhiều ngày hai bố con nạn nhân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn ông lương nhiều lần dùng gạch đá ném vào nhà con gái ở ngay bên cạnh Ông lương bị tai biến phải ngồi xe lăn nhiều năm và sống không được lòng hàng xóm họ hàng nên khi mâu thuẫn xảy ra giữa hai bố con, hàng xóm cũng ít để ý. Đang nói con gái của nạn nhân đã phải đi chữa trị tâm thần trong gần 10 năm và thường xuyên đi lang thang ngoài đường. Sau hàng loạt các án mạng nghiêm trọng, nhiều người đặt ra câu hỏi, nếu kẻ thủ ác có tiền sử bị tâm thần thì sẽ xử lý ra sao? Giải đáp về vấn đề này, luật sư Nguyễn Thị Thu, đoàn luật sư Hà Nội cho hay theo điều 21 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Bởi vậy, đối tượng thực hiện hành vi sát hại người sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự nếu gây án trong khi phát bệnh tâm thần. Tuy nhiên, việc nghi phạm từng có tiểu sử bệnh tâm thần chỉ là một trong những căn cứ để xác định hành vi phạm tội. Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ chứng minh tại thời điểm gây án đối tượng có mắc bệnh không để xác định chính xác người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội có mắc bệnh tâm thần hay không. Theo điều 206 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, đây là một yêu cầu trong những trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định. Nếu kết quả giám định cho thấy người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh tâm thần thì các cơ quan chức năng, viện kiểm sát hoặc tòa án căn cứ vào kết quả này sẽ đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh mà không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mình đã thực hiện. Thực tế có một số cá nhân dù mắc bệnh tâm thần và đang điều trị bệnh nhưng tại thời điểm phạm tội họ hoàn toàn bình thường thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Với trường hợp này, tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, nếu nghi phạm bị bệnh tâm thần nhưng không mất hẳn khả năng làm chủ hành vi thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình. Xong theo khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự 2015, nghi phạm có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra cũng theo luật sư Nguyễn Thị Thu, để kết luận một người mắc bệnh tâm thần hay không thì cần phải khám theo dõi về mặt lâm sàng trong thời gian nhất định. Tâm thần là bệnh lý có thể điều trị ổn định và khỏi hoàn toàn ở một số dạng. Một người có tiền sử bệnh tâm thần nhưng lúc gây án vẫn có thể tỉnh táo, làm chủ nhận thức và hành vi. Một số dấu hiệu nhận biết người tâm thần bao gồm mất ngủ hoàn toàn trong 24 giờ, rối loạn định hướng không gian, thời gian, không xác định được mình đang ở đâu, lúc này là thời điểm nào trong ngày, hoang tưởng, ảo giác. Thảm án kinh hoàng xảy ra ở Bình Định đã để lại muôn vàn xót xa cho gia đình nạn nhân và dư luận xã hội. Liệu cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra vụ việc này như thế nào? Kết quả giám định tâm thần có giúp hung thủ thoát tội? những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại